Hello cô ba, vâng, xin chào anh chị các bạn quay trở lại với kênh. Đây là cái quận chống sốc của bên em. Đấy, bên em đang phân phối dòng này bán rất là tốt luôn anh chị em các bạn nhé. Thì anh chị em các bạn có nhu cầu về sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Phạm Huấn để được tư vấn. Cái tấm chống sốc này thì cái chiều cao của nó là 1m2 anh chị em nhé, chiều dài là 100m. Thì anh chị em có thể sử dụng tùy theo nhu cầu và mục đích của chúng ta. Đấy, cái hàng này thì để đóng hàng đi cho khách thì ship hàng thì anh em sẽ cần sử dụng cái sản phẩm này, nó rất là tốt luôn và hữu dụng cho anh chị em các bạn nhé. Bên em có nhà máy cán trực tiếp luôn, cho nên là sản phẩm sẽ được cái giá rất là tốt cho anh chị em và các bạn. Thì anh chị em các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm quận chống sốc này thì có thể liên hệ này. Đấy, một quận này của nó là chiều dài là 100m này và chiều cao là 1m2, cân nặng thì từ 6 đến 6 cân rưỡi. Anh chị em các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em, bán lẻ thì từ 10m trở lên thì bên em sẽ gửi hàng nhá. Anh chị em các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp. Xin chào lại anh chị video sau. Đấy, cái sản phẩm bọt xốp chống sốc của bên em. Đấy, cái này anh em đóng hàng thì rất là cần luôn, nó tiện cho anh em, phục vụ cho anh em rất là ok luôn. Anh em các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến hotline của em đây. Xin chào lại anh chị video sau.